Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2022 sẽ có những nội dung chính như sau. Liên đoàn Phật giáo quốc tế thăm và làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Trong chuyên mục tiêu điểm, bàn về cách ứng xử một cách có văn minh và bày tỏ sự tôn trọng với các di sản danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Hơn 200 vận động viên tham gia ngày hội yoga hưởng ngày quốc tế yoga năm 2022 tại chùa Tam Trúc. Sáng hôm qua ngày 29 tháng 5, tức ngày 29 tháng 4 âm lịch, Chư Tôn Đức Tăng Ni tại nhiều tỉnh thành phố đã thực hiện Bố Tát thính giới kỳ đầu tiên sau lễ kết giới an cư kết hạ, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua ngày 29 tháng 5, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, các ban chuyên và ban trị sự cấp quận huyện đã vân tập về Việt Nam Quốc tự quận 10 dự lễ Bồ Tát kỳ đầu tiên trong mùa an cư kết hạ Phật lịch 2566. Trong không khí trang nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quang, Đức quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban trị sự đã dâng hương bạch Phật, đại chúng cùng nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo, phát lộ sám hối tam nghiệp theo nghi thức thiền môn, trùng tuyên giới luật nhằm nuôi lớn các thiện pháp của tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Cũng trong ngày hôm qua tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hạ trường Chùa Bầu, thành phố Vĩnh Yên đã khai pháp khóa an cư kết hạ 2022. Sau nghi thức niệm Phật, ban lãnh đạo hạ trường đã thông qua thời khóa tu tập dành cho chư hành giả an cư. Dịp này, đại diện hành giả dâng lời phát nguyện và đón nhận sách tấn, hướng dẫn tu tập để đạt được kết quả tốt đẹp trong 3 tháng tịnh tu. Cái lễ khai pháp tức là muốn khai mở một cái bộ kinh để mà giảng cho chư tăng với Phật tử. Trước kia mà muốn thỉnh Đức Phật thì phải có cái sự cầu pháp, và từ cầu pháp thì Đức Phật mới khai vô thượng pháp bảo, thì ngài mới giảng pháp. Chính vì thế cho nên là khi mà an cư kết hạ thì quý thầy phải làm cái lễ khai pháp. Việc mà an cư trở lại là một cái điều rất là phấn khởi đối với tăng ni và Phật tử, là sẽ được thấm nhuần mưa pháp đối với giáo lý của Đức Phật. Được biết, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 10 hạ trường, gồm 3 hạ trường tập trung và 7 hạ trường tại chỗ, với gần 600 vị hành giả tăng và ni. Tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, hôm qua ngày 29 tháng 5, toàn thể chư tăng đã vân tập dự kỳ Bồ Tát lần thứ nhất mùa an cư năm Nhâm Dần, Phật lịch 2566. Sau phần kiểm tăng, Chư Tôn Đức đã trùng tuyên giới bổn và cử hành nghi lễ quá đường theo truyền thống Phật giáo Huế. Trong thời gian này, chư ni toàn tỉnh cũng trở về 4 chú xứ an cư gồm Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ để Bố Tát và tụng giới. Tổng số chư tăng ni an cư tại tỉnh Thừa Thiên Huế là gần 1.400 hành giả. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, 200 hành giả đã vân tập về chùa Long Sơn, thành phố Nha Trang để Bố Tát mùa an cư. Tại đây, chư hành giả được nghe Hòa thượng Thích Quảng Thiện, chứng minh ban trị sự trùng tuyên nhắc nhở về việc nghiêm trì giới luật để tăng trưởng đạo nghiệp. Được biết, Bồ Tát chung mùa an cư là nét đẹp truyền thống của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiều năm qua. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 5, Liên đoàn Phật giáo quốc tế đã thăm và làm việc với Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Tại chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội đã có buổi gặp mặt với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và đại diện Liên đoàn Phật giáo quốc tế IBC. Trong không khí thân mật, Ngài Pranay Verma, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Việt Nam cho tình hữu nghị hai nước thời gian qua và mong muốn việc hợp tác giữa Phật giáo Việt Nam và Ấn Độ được thúc đẩy hơn nữa, đặc biệt là du lịch đến các thánh tích Phật giáo Ấn Độ, xuất bản ấn phẩm nhằm lan tỏa những giá trị Phật giáo đến thế hệ trẻ. Đáp lời, Chư Tôn Đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội trân trọng mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai đất nước Việt Ấn và hy vọng các hoạt động Phật giáo sẽ ngày càng phát triển. Dịp này, Thượng tọa Tiến sĩ Dhammapiya, Tổng thư ký Liên đoàn Phật giáo quốc tế IBC đã cảm ơn sự hỗ trợ và hy vọng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng IBC tiếp tục đồng hành trong nhiều dự án Phật giáo, trong đó tập trung vào bảo vệ môi trường, động vật hoang dã và tài nguyên thiên nhiên. Ngay sau đó, IBC và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó có nội dung quảng bá di sản Phật giáo vật thể và phi vật thể ở châu Á, liên quan đến Việt Nam và Ấn Độ. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Phật giáo quốc tế và Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất quan trọng. Hai tổ chức sẽ cùng nhau hợp tác phát triển về nhiều phương diện,
như các chương trình trao đổi giáo dục, di sản và sẽ có kế hoạch đào tạo trừ tăng tài nhằm kết nối cộng đồng tăng ni, Phật tử giữa Việt Nam và Ấn Độ. Chúng tôi kính tri ân Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể trừ tăng ni, Phật tử đã đón tiếp chú đáo và nồng hậu. Trước đó, Phái đoàn Phật giáo quốc tế cũng đã tới thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Tại đây, Thượng tọa Tiến sĩ Dhammapiya, Tổng thư ký IBC đã chia sẻ, kêu gọi ý thức cộng đồng về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm. Dịp này, Hội đồng điều hành cùng Tăng ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cam kết sẽ cùng với Tổ chức Phật giáo Thế giới IBC chung tay kêu gọi tuyên truyền trong việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Vừa qua, tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Ma Thuột, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị đại biểu huynh trưởng lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm của giáo hội các cấp, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk từng bước ổn định và phát triển. Toàn tỉnh hiện có 70 đơn vị sinh hoạt với 494 huynh trưởng, 2.618 đoàn sinh. Từ năm 2017 đến nay, Phân ban đã mở các trại lộc quyền với 249 trại sinh, A Dục với 47 huynh trưởng trúng cách, đẩy mạnh hoạt động từ thiện xã hội như tặng quà, học bổng cho các đoàn sinh vượt khó, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi v.v. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hội nghị bầu ban hướng dẫn nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 39 thành viên, huynh trưởng cấp dũng nguyên mãn, Phan Văn Hội tái cử trưởng phân ban. Dịp này, các huynh trưởng đóng góp tích cực hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua đã được trao bằng tán dương công đức từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tiếp nối bản tin sẽ là những thông tin hoạt động Phật sự đáng chú ý tại các địa phương Sóc Trăng và Lào Cai. Hôm qua ngày 29 tháng 5 tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã khởi công xây dựng văn phòng Ban trị sự, hội trường và giảng đường. Công trình có diện tích 1.360 m² với kinh phí dự kiến gần 32 tỷ đồng do đồng bào Phật tử đóng góp và nguồn xã hội hóa khác. Công trình khi hoàn thiện là nơi hành đạo, hội họp, thảo luận các Phật sự và cũng là nơi tụ tập của Phật tử gần xa. Cùng thời gian này, UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã khánh thành nhà bia tưởng niệm 49 chiến sĩ Trung đoàn 148 đã hy sinh vào năm 1950 tại xã Tà Ngài Trồ. Chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo bà con địa phương tham dự. Khởi công vào tháng 4 năm 2021, nhà bia tưởng niệm tọa lạc tại thôn Máo Chóa Sủ, xã Tà Ngài Trồ với diện tích 1.200 m² được hoàn thành sau hơn một năm xây dựng với tổng kinh phí trên 4,9 tỷ đồng. Hôm qua ngày 29 tháng 5, quận Ba Đình, Hà Nội đã long trọng đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn, đền Voi Phục, đền Quán Thánh. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chia sẻ niềm vui và đề nghị quận Ba Đình quan tâm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị những di tích lịch sử theo quy định của Luật Di sản Văn hóa. Thăng Long Tứ Trấn gắn với việc ra đời của kinh đô Thăng Long thời nhà Lý. Đây là nơi thờ bốn vị thần trấn giữ bốn phương huyết mạch, ngày đêm bảo vệ cho kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay luôn được yên bình, gồm đền Bạch Mã Trấn ở phía đông thờ thần Long Đỗ, đền Voi Phục Trấn ở phía tây thờ thần Linh Lang Đại Vương, đền Kim Liên ở phía nam thờ thần Cao Sơn Đại Phương và đền Quán Thánh ở phía bắc thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ. Đền Voi Phục nằm ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1065. Trong khi đó, đền Quán Thánh nằm tại phường Quán Thánh, được xây dựng vào những năm đầu khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Thưa quý vị, di tích là di sản có giá trị về cả tinh thần lẫn phát triển kinh tế. Thế nên ở bất cứ quốc gia nào, trong đó có Việt Nam, di tích cũng cần được trân quý và bảo tồn, gìn giữ. Tuy nhiên, thực tế đã phản ánh những năm gần đây, không ít di tích ở nước ta đã bị xâm hại đến mức đứng trước nguy cơ xóa sổ hoặc không thể phục hồi nguyên trạng. Đặc biệt, nhiều người trẻ còn vô tư bảo mòn di tích chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, khiến dư luận dậy sóng nhiều phen. Nằm trên mái nhà cổ để chụp ảnh cưới, ngồi tạo dáng chụp ảnh thời trang trên nhà cổ tại Hội An, hay uốn éo nằm vạ vật trên thuyền giữa chợ nổi ở miền Tây để chụp hình, thậm chí còn chụp ảnh nghịch ngợm bỡn cợt với các tượng phục dựng chiến sĩ bị giam cầm đầy ải ở một số khu di tích lịch sử. Đó là những hình ảnh xấu xí, phản cảm, gây bức xúc cho rất nhiều người về thái độ ứng xử với di sản.
Chụp ảnh sống ảo không hề xấu, nhưng chụp ảnh thiếu tôn trọng di sản di tích, bất chấp tạo dáng nhằm có được hình ảnh độc, chỉ thể hiện sự thiếu ý thức. Với em thì những cái hình cảnh mà chẳng hạn như chúng ta phá hoại tài sản di tích hay là những cái hình ảnh người ta chụp phản cảm như thế, nó không thực sự là không tốt và nó gây đến những cái vấn đề bức bối với cả những cả người trẻ, và nó gây ra những cái thiện cảm không nên có dành cho những cái di tích như vậy. Với em, những người trẻ của em thì cần bảo tồn và để ý tới những di sản di tích mà từ thời cha ông chúng ta để lại đến bây giờ. Chúng ta cần phải biết trân trọng, biết bảo vệ đến những cái di sản như thế, nên chúng ta cần phải vận động mọi người để bảo vệ những cái di tích, lan truyền những cái lịch sử lâu đời của ông cha ta từ trước đến nay. Là một giáo viên mầm non thì tôi thấy rằng là trách nhiệm của mình là phải nuôi dưỡng cho các bạn từ thế hệ nhỏ về những cái khu di tích lịch sử, để các bạn hiểu được về cái vốn có của văn hóa nước mình. Sau đó thì các bạn sẽ có được là có những cái ý thức, có kỹ năng là tự tôn về, về di sản của văn hóa. Và các bạn ấy có những cái hành động nhỏ như là không vứt lá về cành này, các bạn ấy không vứt rác bừa bãi. Và các bạn ấy có thể tuyên truyền lại đối với những cái bạn nhỏ khác là chúng ta đến những cái nơi công cộng như thế thì chúng ta phải làm như thế nào để bảo trì và giữ gìn cái nền văn hóa đấy của chúng ta. Muốn du khách quốc tế tôn trọng gìn giữ những di tích di sản khi tới tham quan Việt Nam, trước hết chính người dân trong nước phải biết trân trọng, hành xử đúng mực. Và để làm được điều này, bên cạnh việc nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử phù hợp với di sản di tích cho công chúng, nhất là những người trẻ, cần sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của cả chính quyền, ban quản lý và cộng đồng những người sống trong di sản. Tôi nghĩ là cái việc này thì một sớm một chiều hay là ngay một lập tức chúng ta cũng không thể nào mà có thể giải quyết ngay được. Tất nhiên, ở mức độ nào đó đối với những người làm văn hóa thì chúng ta phải xử lý và phải có những cái phương án để mà giảm thiểu, ngăn chặn những cái hành động tương tự như vậy. Cái việc này không chỉ riêng ngành văn hóa mà nó sẽ có sự liên quan và chung tay của cả xã hội. Thêm vào đấy nữa là các cái cơ quan quản lý, các di tích, di sản ở các địa phương. Một vấn đề lớn đã được các chuyên gia UNESCO chỉ ra, hầu hết các di sản tại Việt Nam đều chưa thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát du khách. Cụ thể hơn là giúp du khách nắm rõ thông tin về di sản. Số địa phương, ví dụ như nơi khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tổ chức các cái lớp đào tạo ở trong các cái trường phổ thông, từ các cái lớp học sinh tổ chức đi tham quan, tìm hiểu về di sản, và sau đó thì trong đấy có lồng ghép các cái bài học và những cái ứng xử. Và theo tôi đấy mới là một cái phương pháp cơ bản, tức là người ta phải được trang bị những cái kiến thức, tình yêu, rồi hiểu biết cái tầm quan trọng giá trị của di sản từ khi còn nhỏ. Tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo về những điều nên, không nên trong ứng xử với di sản là việc phải làm, nhưng vẫn cần có những chế tài đủ mạnh, đủ sức gian đe để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm xâm hại di tích di sản ở nhiều cấp độ. Thưa quý vị, để có sự thay đổi và chuyển biến tích cực trong việc ứng xử văn minh và gìn giữ di sản, di tích, rất cần sự chung tay, hưởng ứng của toàn xã hội. Thời gian qua, nhờ vào các hoạt động tuyên truyền, vận động và giáo dục hiệu quả, Ban Quản lý Di tích cùng Tăng Ni trụ trì các tự viện đã không ngừng nâng cao nhận thức của nhân dân, Phật tử, tạo nên tín hiệu tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, di sản. Những ngày cuối tháng 5, di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám lại đông đúc và sôi nổi với nhiều hoạt động xin chữ, cầu nguyện của các sĩ tử trước các kỳ thi quan trọng. Nếu như trước đây, nhiều người xoa đầu rùa bia tiến sĩ với quan niệm là sẽ có được sự may mắn dẫn đến những hư hại cho di tích, thì nay, ban quản lý đã bố trí hàng rào chắn và những biển báo như thế này. Cùng với đó, ý thức phụ huynh và học sinh đã có nhiều thay đổi, văn minh và trách nhiệm hơn. Thì không còn phải xoa đầu rùa mà mình phải một cách để cho nó giữ tồn cái văn hóa của Việt Nam mình, nó xanh sạch đẹp và đồng thời nó lưu truyền đến đời sau. Đến đây con cầu mong là con học hành giỏi, được điểm cao trong các kỳ thi sắp tới. Dạ, là thế hệ trẻ con sẽ cố gắng học hành thật tốt để góp sức xây dựng đất nước. Còn tại khu di tích đền Quán Thánh Ba Đình Hà Nội cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong các sinh hoạt tâm linh của người dân. Việc đốt vàng mã, thắp hương được hạn chế để tránh ô nhiễm môi trường. Đồ lễ cũng được tối giản
quan trọng xuất phát từ cái tâm thành kính, trang nghiêm. Đây là kết quả nỗ lực của ban quản lý và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Về việc đốt hương và đốt vàng mã thì ban quản lý cũng nhắc khách là không lên đốt hương nhiều. Và khách cũng rất là thay đổi trong cái việc đi lễ. Người ta có người là người ta chỉ mua hương vòng thôi. Khi người ta đi hành lễ là người ta mặc trang phục rất là kín đáo. Còn đối với khách du lịch, chúng tôi có những cái bộ áo choàng để ở phía ngoài để cho khách có thể mượn và khoác khi đi vào tham quan di tích. Thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước, các khóa tu mùa hè đã được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại chùa Thiên Phước, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, khóa tu một ngày dành cho thanh thiếu niên Phật tử luôn thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn nhỏ trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội để các em rèn luyện đạo đức, kỹ năng và đặc biệt là học những phép tắc, lễ nghi, ứng xử đúng mực và văn minh nơi cửa chùa. Những năm gần đây, tôi mạnh dạn xin phép giáo hội các cấp và xin phép chính quyền lên kế hoạch và mở những cái khóa tu cho các thế hệ trẻ nhằm cho các em là nhận thức được cái đạo đức cuộc sống, những lời Phật dạy và cái kỹ năng sống trong cuộc sống hàng ngày để nâng cao cái hiểu biết. Bên cạnh các thời khóa tụng kinh, bồi dưỡng đạo đức, Chư Tôn Đức trụ trì còn tổ chức các hoạt động tham quan, giới thiệu cho các Phật tử trẻ về nét đặc sắc kiến trúc, văn hóa của chùa thông qua những công trình cổ, những di sản độc đáo. Các em được lắng nghe và tìm hiểu về nguồn gốc hình thành, ý nghĩa lịch sử và giá trị tâm linh đặc biệt của những di tích tại chốn Già Lam linh thiêng. Ai cũng chăm chú, bởi đây là lần đầu tiên các em có cơ hội tìm hiểu về những bảo vật quý giá mà nhà chùa đã dày công gìn giữ. Được quý sư Tăng ở trong chùa giới thiệu về những cái di tích này, những cái di sản của chùa, thì từ đó thêm yêu thích và quý trọng hơn về Phật giáo ở nơi đây, thì phải có trách nhiệm là giữ gìn và bảo tồn những cái di sản văn hóa đó. Dạ, em thấy ấn tượng nhất là đối với Bảo Tháp ạ. Em đã đến chùa rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay mới thật sự hiểu rõ về nguồn gốc, sự hình thành cũng như là ý nghĩa tâm linh về một cái công trình văn hóa lịch sử và những cái quyển kinh sách được các quý thầy gìn giữ cho đến tận bây giờ. Tụi em rất là vui khi mà thấy được nhìn thấy những cái di sản văn hóa như vậy. Phật tử trẻ chính là thế hệ nắm giữ tương lai của di sản Phật giáo. Nhận thức đủ và đúng về giá trị của di sản, di tích chính là cách giúp các em không ngừng phát huy trách nhiệm bảo tồn và gìn giữ truyền thống cha ông. Sự quan tâm của Ban Quản lý Di tích Lịch sử cùng với sự chung tay của các tự viện thời gian qua chính là những tín hiệu tích cực, không ngừng lan tỏa thói quen và cách hành xử văn minh nơi thờ tự. Hướng đến ngày quốc tế yoga năm 2022, sáng hôm qua ngày 29 tháng 5 tại chùa Tam Chúc Hà Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ, cùng truyền hình An Viên và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda đã tổ chức chương trình kỷ niệm với chủ đề Lợi ích của yoga trong việc chữa trị COVID-19 và đạt được sức khỏe toàn diện. Khi ánh mặt trời ló dạng tại chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam, đoàn Chư Tôn Đức và vận động viên bắt đầu thiền hành từ cổng Tam Quan đến điện Quan Âm. Màu áo vàng đồng phục nổi bật trong không gian thiên nhiên hùng vĩ xanh mát. Trước khi chương trình bắt đầu, Chư Tôn Đức và đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda dâng hương lễ Phật. Đây là sự kiện lớn quy tụ hàng trăm vận động viên kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga năm 2022 sau 2 năm dịch COVID-19. Đây là sự kiện đặc biệt mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 2022. Với sự tham gia của hơn 200 người đồng luyện. Phật giáo và yoga có mối quan hệ chặt chẽ với nhau ở cả Ấn Độ và Việt Nam. Chương trình diễn ra tại Tam Chúc, một ngôi chùa rất đẹp ở Việt Nam, nên sự kiện này càng thêm ý nghĩa. Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ấn Độ có những cái quan hệ mật thiết và thông qua cái sự kiện này thì cũng để gắn cái tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ và cũng tăng cường cái mối quan hệ về Phật giáo giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ấn Độ. Thông qua hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên gia Ấn Độ, các vận động viên thực hiện các động tác thể hiện sự dẻo dai như tư thế cây cọ, tam giác, nửa con lạc đà, rắn hổ mang v.v. Được tham gia đồng luyện nhân sự kiện lần này, ai ai cũng tràn đầy khí thế.
hay là bàn tay vào nhau tư thế Namaste? Tôi cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ, hy vọng rằng những năm tiếp theo thì chương trình sẽ ban tổ chức sẽ tổ chức nhiều chương trình hay như này nữa để cho chúng tôi là lan tỏa cái tình yêu về yoga, bởi vì yoga rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Tôi thấy hôm nay tập ở đây, mà nhất là tập tại chùa, thì nó rất là thanh tịnh và yên tĩnh mà tốt cho mọi người, và mọi người đến đây đến tham quan chùa đấy, nhìn đến cái bộ môn này người ta nhìn một cách tích cực hơn và mọi người sẽ nhìn nhận tốt hơn. Việt Nam, Ấn Độ và nhân dân hai nước luôn đoàn kết, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Điểm chung giữa hai nước không chỉ có Phật giáo mà còn có yoga. Hơn cả, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đây là chương trình yoga quy mô đầu tiên được tổ chức trở lại. Hy vọng trong tương lai, những thông điệp và lợi ích của yoga được lan tỏa và phát huy mạnh mẽ. Tại Quảng Ninh vừa diễn ra lễ phát động quốc gia tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày quốc tế đa dạng sinh học với nhiều hoạt động thiết thực nhằm truyền đi thông điệp chung tay gìn giữ ngôi nhà chung duy nhất của chúng ta, trái đất. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, những tác động nhân sinh, 1 triệu trong tổng số 8 triệu loài động thực vật trên hành tinh đang bị đe dọa tuyệt chủng. Mỗi năm có khoảng 10 triệu hecta rừng bị mất. Theo tính toán, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng cần nhiều tài nguyên thiên nhiên như hiện nay, cùng với sự gia tăng dân số thế giới, thì đến năm 2050 sẽ phải cần tới 3 trái đất mới có thể đáp ứng được nhu cầu sống của nhân loại. Nhưng chúng ta chỉ có 1 trái đất. Sự kiện ngày hôm nay hết sức là quan trọng để tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Và một lần nữa nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ có một cái ngôi nhà chung, đấy là trái đất, và chúng ta cần phải có trách nhiệm với cái việc bảo vệ cái môi trường sống chung này. Tại lễ phát động quốc gia tháng hành động vì môi trường, các đại biểu đã cùng nhau trồng cây tại vùng ngập mặn ven biển Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh, là khu rừng ngập mặn nguyên sinh cổ nhất và đẹp nhất miền Bắc. Những hoạt động này nhằm truyền đi thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, cộng đồng cùng hưởng lợi, sống dựa vào rừng ngập mặn và bảo tồn bền vững rừng ngập mặn. Tôi thấy cộng đồng tham gia rất là nhiệt tình và có những cái quan điểm rất là rõ. Họ không phải đến đây để bảo vệ nữa mà họ muốn có cái sự chia sẻ lợi ích ở đấy. Và tôi cũng thấy sự cam kết của lãnh đạo trong vấn đề chia sẻ lợi ích, tức là rừng này không phải trồng cho ai cả mà chính cho cái cộng đồng ở đấy. Tức là họ vừa tham gia trồng vừa hưởng lợi. Và trước mắt, tất nhiên mà lâu dài đấy là sự chia sẻ lợi ích chung, chứ không phải của một ai cả. Với tuyên bố mạnh mẽ về đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và cam kết trong giải quyết các vấn đề thách thức nghiêm trọng của toàn cầu về khí hậu, môi trường và suy giảm của các hệ sinh thái. Hôm qua ngày 29 tháng 5 tại Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Quý lãnh đạo nhà nước, các ban ngành trung ương, địa phương cùng hơn 2.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tham dự sự kiện. Chiến dịch bao gồm các chương trình tiếp sức mùa thi và 4 nội dung dành cho từng khối đối tượng, được tổ chức tại 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh. Theo đó, thanh niên sẽ tham gia sửa chữa và làm mới đường giao thông nông thôn, tổ chức khám sàng lọc bệnh lý hậu COVID-19 và sàng lọc bệnh mãn tính cho người dân, trồng cây xanh, xây mới nhà nhân ái, tình nghĩa. Để triển khai hiệu quả chiến dịch, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức đoàn cần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, hy sinh những lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể, xã hội. Nhân dịp này, đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng tỉnh Thanh Hóa 50 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 2,5 tỷ đồng. Trung ương đoàn trao tặng kinh phí thực hiện các công trình tình nguyện trị giá 16,8 tỷ đồng. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè về. Tại tỉnh Nghệ An, các tự viện đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để tổng kết năm học 2021-2022 và hướng đến ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Tại chùa Chí Linh, huyện Yên Thành, Chi Tôn Đức Phật giáo huyện Yên Thành đã phối hợp cùng cơ quan huyện Yên Thành tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ cho các em nhỏ với nhiều tiết mục đặc sắc. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến năm nay, ngày Tết của Thiếu Nhi được tổ chức trở lại nhằm mang đến sân chơi bổ ích lý thú. Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà, chúc các bé mùa hè nhiều niềm vui. Cũng tại tỉnh Nghệ An, Đại Đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am, huyện Diễn Châu, đã đến thăm trao tặng quỹ học bổng nâng bước nhân tài cho 40 em học sinh tại trường Trung học Phổ thông Diễn Châu năm. Quỹ học bổng được chùa lập nên nhằm động viên tinh thần học tập cho các em học sinh địa phương.
Theo đó, tại các trường được quỹ tài trợ, mỗi lớp sẽ chọn ra một bạn học giỏi nhất ở mỗi học kỳ để nhận. Đây được coi là động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong năm học tiếp theo. Hôm qua ngày 29 tháng 5, các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các bệnh nhi đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Sự kiện nhằm động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em có ngày quốc tế thiếu nhi hạnh phúc. Bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.